một cái luồng gió tâm linh chào đón chúng ta vào cái căn nhà ma này. Rất là rùng rợn luôn. Bởi vậy em thấy tất cả những cây đều gỡ hết, nhưng mà tại sao cái cây đó không gỡ không? Cây đó. Ừ. Là gieo mình. Đúng rồi. Treo đó luôn á. Treo đây luôn. Đúng rồi. Cái thú con gáo luôn. Tại vì không ai dám vào đây hết khi mà người vợ mất á. Giỡn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Luôn. Có con gì chết. Ồ, chim chết ngay đây luôn. Ồ, cái xác chết. Chết luôn ơi con. Cái xác chết trong đó luôn nó. Chết. Không biết chết, xác chết. Ui, ông sao nó chết ghê vậy? Còn nguyên cái ba lô đồ luôn nè anh em. Ơi. Cái gì đấy? Ai vậy hả? Em không có biết, bố anh em trong nhà mình mà. Tụi em xin phép nha. Em thấy nó ngã em muốn dựng lên. Quay video chia sẻ thôi, chứ không có ý mạo phạm. Nếu như có lỡ có gì mạo phạm, mong các vị có mặt ở đây bỏ qua cho anh em con. Rồi sau khi quay xong kết thúc video, anh em xong sẽ rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho các vị có mặt ở đây. Xin chào tất cả mọi người, rất vui đã quay trở lại với video tiếp theo của Kha. Thì trước mặt Kha đây vẫn là anh Duy. Quay lại chào khán giả các anh Duy. Chào tất cả mọi người nha. Ok. Thì hiện tại thì Kha đang đi trên một cái con đường dọc ven bờ ruộng. Khi thấy một người đàn ông ngồi nè mọi người. Anh ấy ngồi, Kha nhìn thấy ngồi rất là lâu rồi. Nãy giờ cả tiếng đồng hồ ngồi im cái trí luôn. Thì bất chợt nhìn thấy ở đây có một cái ngôi nhà hoang. Thì mình mới dừng chân lại. Và khi mà nghe người đi ngang đây Kha hỏi chuyện, thì người ta mới chia sẻ ở đây cũng có một cái câu chuyện tâm linh cũng rất là ly kỳ mọi người. Nói thì chắc chắn sẽ không có ai tin luôn á. Tại vì cái ngôi nhà trong cái hẻo lánh này nè, ngày xưa là của một cái cặp vợ chồng sống trong đây. À dạ. Và cái người chồng không biết cái lý do vì sao đó mất. Thì sau một khoảng thời gian khoảng một năm trở lại á, dạ, thì người vợ không hiểu lý do vì sao buồn bã hay là có cái câu chuyện gì đó. Dạ. Thì người vợ lại tự tử luôn. Dạ, đúng rồi. Treo cổ tự tử. Và hàng đêm khi người dân mà người ta đi qua cái tuyến đường này á, thì người ta nghe cái tiếng hét của dạ, cái người vợ á. Trời. Và ở đây thì em thấy có rất là nhiều những cây thúc nốt đúng không? Chuối nữa anh. Đúng rồi. Đó. Những cây thúc nốt này là những cái người dân mà người ta đi lấy nước, lấy trái thúc nốt á. Dạ. Thì người ta vẫn nghe tiếng nói ríu rít rù rì ở trong cái căn nhà hoang này. Trời ơi ghê. Có rất là nhiều người đến đây để xin số. Cầu cơ không anh? Đúng rồi. Vì nó rất là linh. Và khi mình bước đến đây á, những cây thúc nốt nhìn rất là rùng rợn. Những cây thúc nốt này thì chứ. Ngày xưa nó có cái tiểu sử gì không ta? Thúc nốt hả? Những cây thúc nốt này thì bình thường không có gì hết. Nhưng mà cái căn nhà bên kia kìa. Ngày xưa cái thờ Bon Bốt là cái lá thốt nốt này để dùng để cứa cổ. Cứa cổ người cứa cổ em. Người dân. Rất là ghê gớm luôn. Tra tấn một cách dã man tàn bạo. À. Rất là ghê gớm luôn mọi người. Khu này phải nói là bước vào đây thì may là đi ban ngày nhưng đi ban đêm mà không biết. Cơ. Thành phẩm gì anh? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì gió dữ vậy? Gì vậy? Anh làm cái gì anh giật mình cái gió dữ anh vậy? Em biết. Anh ơi, nó biến ngốt luôn anh. Nó bé ngót luôn mọi người. Nó như con dao vậy đó. Ừ. Cái này mà cưới là càng cổ cái là thôi luôn á. Bởi thế nó phải dùng những cái loại này để nó làm một cái loại vũ khí nguy hiểm. Ôi, đúng rồi. Một cái luồng gió tâm linh chào đón chúng ta vào cái căn nhà ma này. Rất là rùng rợn luôn. Một cái căn nhà mà nó nằm giữa cái khu rừng. Ừ. Thúc nốt rồi cả nhà. Ôi. Xung quanh nhìn nó vắng quay đi xa tốt lúc ngoài kia bắt đầu có cảm giác nổ cục rồi đó. Nổ chưa? Nổ chưa? Dạ. Ây da. Chưa gần nổ. Bi á. Gai đâm bim anh ơi. Ây da. Ui. Nghe chưa? Mắc cỡ á. Nhất quá. Cái này cái mắc cỡ á. Ừ. Tâm linh quá. Nó không biết nó có cái điều gì đó nó muốn cản trở chúng ta hay không. Đúng rồi. Ngôi nhà nhìn rất là sập sệ nha. Nhưng mà không hiểu vì sao mà người dân ở đây người ta khi đi ngang đây người ta lại ớn lạnh, người ta không dám dừng chân ở đây luôn á. Bởi vì những cái người mà dân mà đi hái thuốc nốt này nè. Ừ. Khi mà người ta bước lên đây vào cái buổi chiều á. Ừ. Thì người ta nghe có những cái tiếng ríu rít ở trong cái căn nhà này. Dạ. Và không có ai dám để vào bên trong để mà khám phá hay là
để vào bên trong mà tìm hiểu coi cái tiếng là cái tiếng gì. Tại vì cái ngôi nhà này khá là linh. Nói chung là không ai dám bước vào đây vào ban đêm luôn. Đúng rồi, ban đêm không ai dám bước đâu. Rất là nguy hiểm. Đây, phía trước nhìn như này cái ngôi miếu gì nè. Người ta cúng cái gì ta đốt này anh. Nè, cái ngôi miếu nè. Ui, trước này có ngôi miếu nè anh. Nhưng mà bị sụp rồi. Lâu quá bị sụp. Đứng ở đây. Nổi da gà nữa. Đây nè, coi nè. Ôi Kha nổi da gà luôn rồi. Nè, trời ơi, đúng không vậy? Đây mình đứng từ ngoài mình nhìn vào trong thấy căn nhà nó ghê lắm. Hình như thấy còn hình thừa thôi. Còn những cái tấm cái gì mà gọi là những cái hình mà cổ xưa ta. Những cái gì đó gọi là cái những gì ta? Cái bức gì tranh phong thủy mà có vô cái thời lâu đời hồi xưa đó. Những cái bàn thờ người ta ưa để người ta thờ. Còn nguyên cái bàn thờ luôn vậy anh. Thấy không? Có cái bức tranh để là cái gì? 2008. 2008. Tại vì mình nghe nói là cái ngôi nhà này bỏ hoang cũng trên 10 năm rồi. À vậy không? Nhưng mà không biết chính xác là bao nhiêu. Thì cái bức mình kia để năm 2008 thì đây là cái mái nhà mà có ngày xưa có cái cây ngang á. Dạ. Đây cái trụ đó, cây đó. Cái trụ là đó. Cái nơi là người vợ gieo mình xuống. Rồi gốm gì anh? Bởi vậy em thấy tất cả những cây đều gỡ hết nhưng mà tại sao cái cây đó không gỡ không? Cây đó. Ừ. Là gieo mình. Đúng rồi, treo đó luôn á. Treo đây luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì tại vì mấy cái bức hình ở trong kia. Cái gì anh? Trái dừa. Đúng rồi. Ở trước đây có cái bệ này. Bệ hết rồi mọi người. Giống như người ta để người ta thờ cái gì. Dạ, không biết không phải ha, có thể là người ta xây để người ta nằm á. Trong mát á. Wow. Anh gì ơi? Hả? Em nhìn thấy bên trong cái tủ còn quần áo này kìa anh. Từ. Cái tủ còn quần áo luôn. Tại vì không ai dám vào đây hết khi mà người vợ mất á. Gì? Giỡn à. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Luôn lên. Nổi da gà rồi nè. Trời ơi, nổi da gà rồi mọi người. Ừ thôi. Ổn định không anh Tuấn? Cái gì vậy ta? Ủa mà cái gì vậy ta? Không ở biết đây đâu có cây thốt, đâu có trái gì đâu mà rụng lên nóc nhà. Mà sao rớt bịch thế ta? Bây giờ nếu mà ở đây có một cái sự gì tâm linh đó thì hãy cho anh em tụi em đến đây và nếu mà có thì hãy có một cái tiếng động gì đó cho tụi em để tụi em biết. Rồi. Ghê quá anh ơi. Hả? Ai chọi vậy? Nè. Ủa sao đây, xung quanh đây làm gì có cái miếng này? Có ai đây? Đĩa đây không? Có một đĩa đây không? Nãy giờ mới đi đứng đây. Ở đây nếu mà có chỉ có gạch hoặc đá xanh thôi. Ở xung quanh đây không thằng không thể nào có cái cực gạch có mấy miếng đá này được. Đây bên trong có những cái gì? Quần áo quá trời luôn anh. Kỳ lạ vậy ta. Hay là có người dân hay là những cái người bản địa ở đây người ta đi hái thuốc nốt người ta chọi mình ta. Không biết nữa. Nãy đứng gì có thấy gì em không bị? Em đâu có thấy gì đâu. Không thấy gì luôn. À, để mình đi ra phía sau coi có có người nào ở phía sau không? Chứ trời ơi. Ok, đi. Trước khi mình vô nhà mình sẽ đi trong phía sau coi có coi có ai rình không, có thể là người ta thấy mình quay á rồi người ta ai ném. Đó. Ôi. Cái gì vậy? Chạy gì vậy? Ai vậy? Chị nói cho gà với mày. Cái gì vậy? Cái trời vậy? Bình tĩnh anh em. Thì nha, bình tĩnh nha. Ê, có ai trong bụi chuối vậy? Cái gì vậy? Trong bụi chuối kìa. Chuối à không? Trong bụi chuối lắc rồi nè. Đâu? Có không? Mà, có khi nào? Ê, cái gì thoáng quá đấy. Có khi nào hút chích không ta? Có ai hút chích không? Không biết nữa. Ở đâu? Đi vô chứ. Mới thấy trong bụi chuối á. Trong bụi chuối á. Lắc lư y như có người nhảy mà nhảy ra vậy. Cái gì? Ừ. Ai đó? À chắc người ta đi, người dân người ta đi đúng chuối á. Không, chạy nhanh lắm anh. Hả? Em thấy làm cái xà trong nó bay ra luôn ấy. Ai đó? Bên bụi này nè, làm cái xà nhảy ra ngoài sau á. Trời, em dốc chết liền luôn á. Cái gì? Ừ. Ra không? Dạ? Vẫn ra không? Bây giờ anh em mình ra đóng ma sợ gì? Có gì đâu con mà sợ vậy? Có gì mà? Sợ không sợ chứ. Nó đi chưa, nó chạy chưa, nó bỏ mình nha. Gớm ồm anh ơi. Em sợ mấy cái thành phần đó là ném đá là trúng đầu trúng cổ không à. Có ai không? Ai đó? Ai vậy?
Ai mới ném đá vậy? Rõ ràng không có gió, nhưng mà làm cái xà bụi chú rung lên rung lên luôn hả? Như vậy? Ừ. Chứ bây giờ anh em có thấy đâu có gió đâu. Cái làm cái xà anh nhìn thấy rung lên bụi chú phóng ra vậy này. Nhanh dữ vậy trời. Anh rõ ràng anh thấy một cái xà nhảy ra. Nói chung là anh không biết có phải là người hay là cái gì đó, nhưng mà là một cái xà, anh nghe cái xà đó này luôn, trong từ trong đây nè. Làm ào ra đây này. Bụi chú rung lên anh nhìn thấy còn rung lên luôn mà. Bên đây này. Ừ. Thấy không? Không biết anh. Em dốc chết liền á. Anh quay qua liền á, anh không biết cái quán. Em là người đứng phía ngoài đúng không? Mà anh thấy nó thoáng qua luôn. Ba anh em đứng phía trong, em là người đứng phía ngoài, em quay lại cái em vừa nghe cái xà quay lại cái thấy cái này phóng lên này. Ừ. Không nhìn rõ được cái hình ảnh gì luôn á, nhưng mà bụi chú còn rung lên luôn. Kỳ vậy ta. Không có ai luôn á. Thấy không? Anh sợ hút chích thôi, nó quăng đá mình thôi chứ bây giờ là hả? Hút chích thì như thế nào hút chích? Không, ở đây không có hút chích rồi, ở đây miền quê mà. Ghê quá. Ủa sao cây chuối này có con trái vậy? Không. Trời ơi. Rất là lạ nha. Ôi. Cái gì vậy? Em không biết nữa, ở như cái ai xô vậy. Vớ gì trời. Đi vô cái túi đi anh kìa. Đi qua cẩn thận anh ơi. Từ từ nhé. Này có đông trấu nè. Ồ, ngộ ta. Không biết nữa. Ê, con gì chết hay sao á? Hả? Con gì chết hay sao á? Đi ghê vậy? Con gì chết á? Đây, cái kiểu ra coi. Con gì chứ sao? Con gì á? Kiến quá trời này. Nè, chuột á. Không thấy con gì luôn. Không thấy gì luôn. Cái này bò lúa mà. À. Không thấy kiến quá trời. Cây chuối có đúng một trái này. Chín luôn. Ờ. Trái chuối chín luôn nha. Vậy ăn đi. Không, anh không dám ăn đâu. Đừng ăn. Ăn đi. Thôi, đừng ăn đó. Ăn đi. Em ăn đi, anh không dám ăn đâu. Em bây giờ em ăn đi. Em ăn đi. Anh không dám ăn đâu. Ăn đi, phải ăn đi. Cây chuối một trái. Anh ăn đi anh Tú. Anh Tú dám ăn không? Anh Tú lớn rồi, anh Tú đại diện cho ngày xưa á. Em ăn đi Tú. Sợ lắm. Ngày xưa á, theo một cái phong tục á, nếu mà nơi đâu mà có cái người mà con gái mà đồng trinh khi mà mất á, thì người ta sẽ trồng cái cây chuối đó. Mà khi cái cây chuối mà nó trổ cái buồn á, ra trái á, là chính là cái lúc mà cái kiến cắn anh ơi. Cái người con người cái hồn ma đó là nó có bầu, nó đẻ. Cốm gì anh? Nhưng mà mình không hiểu là sao cái người chết là đồng trinh mà tại sao nó đẻ con thì không biết. Đó là cái câu chuyện giai thoại mà những ông bà ngày xưa kể á. Vậy là cây chuối này cũng vậy. Trời ơi, đúng giờ trưa nắng giờ lên luôn mấy ông ơi. 12 giờ trưa rồi. Cái gì vậy? Gì vậy? Không biết. Đi. Mình đi vô, mình đi vô nhà như này đi. Ở đây đúng không? Cảm giác nghe cũng là trời ơi, ban ngày ban mặt luôn cả nhà. Ban ngày ban mặt luôn á mọi người. Trời ơi. Giờ mấy anh em mình sẽ đi vào bên trong cái căn nhà, xem bên trong nó có cái gì đặc biệt mà tại sao những cái người dân ở đây người ta lại sợ như vậy. Ừ. Cũng may đi đi mấy anh em chứ đi một mình kha chắc kha cũng xỉu nãy giờ luôn. Gớm quá được. Có luôn hả? Tại vì cái khu này là không ai dám ở nữa. Xung quanh nên đây là chỉ còn duy nhất một cái căn này thôi. Xung quanh đây không có cái căn nhà nào ở trướng. Hôm nay là Kha xui xẻo là đi khám phá nhà hoang mà mang cái đôi dép Lào mọi người. Cẩn thận anh Duy ơi. Cái ông dài dài á. Là cũ rồi, nó mục nát hết rồi. Có lá bùa này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao cứ vô đây là bị quăng vậy trời? Gì vậy? Lá bùa nó bị rách rồi. Bị rách lá bùa rồi. Coi chừng quăng trúng đầu anh Duy ơi. Xung quanh đây nếu mà có người là không biết thể nào mà chính xác mà chọi trúng một nơi vậy được. Không biết nữa. Bốn anh em giùm chùm ở đây mà ai quăng vậy trời? Gì vậy? Nếu mà ở ngoài đường quăng vô không tối nha, ngoài đường xa lắm. Xa lắm ngoài nhà. Đó, đó ngoài đường đó. Anh em được xin phép ông bà ở đây đi, xin phép. Ủa xin phép anh gì? Thì hôm nay là mấy anh em mình đến đây để mà cũng trải nghiệm thôi, cũng nghe người dân chia sẻ gì đó. Mong là vợ chồng anh chị cho phép tụi em quay một cái đoạn clip khám phá cái căn nhà của mình. Những cái dây leo nè, ly chén thờ rồi còn nguyên độc tủ luôn anh ơi.
Trời ơi, còn chiếc lược cháy đầu luôn kìa. Tô chiến còn luôn kìa. Giống như không ai dám đụng đồ trong đây vậy. Tranh tranh xài cơ đúng không? Nè, coi này chiếc lược nè. Còn chiếc lược không kìa. Cái kia cái gì vậy ta? Hả? Cái nào? Cái hộp kìa, ly kìa. Trời ơi, cái gì chết kìa. Có con gì chết. Ồ, chim chết ngay đây luôn. Cái xác chết, cái xác chết. Chết luôn em ơi con này. Cái xác chết trong đó luôn đó. Chết chết gì mà chết rồi. Không biết chết, xác chết. Nè nè. Trời ơi. Nó còn những cái bộ ly giống như giác ơi nè. Nè thấy chưa? Ôi, chim chết rồi mọi người. Con chim này nó chết, không biết tại sao nó lại chết vô đây nữa. Con chim này là con chim gì? Không biết con chim gì, giống như con sáo. Giống quả vậy ta. Con sáo hay sao á? Con sáo. Phải không? Có thể là con sáo. Ui, ui sao nó chết ghê vậy? Còn nguyên cái ba lô đồ luôn nè anh em. Ui, cái gì vậy? Ai vậy hả? Em không có biết, bố anh em trong nhà mình mà. Sao thôi? Gì vậy? Bố anh em đứng trong nhà. Cái gì vậy? Không biết. Ui, mình tưởng. Ngoài đây đi, tập trung vô một chỗ đi. Tập trung chỗ anh em ơi, tập trung chỗ, đừng tách ra anh em ơi. Từ từ. Nè, tiếp tục cái câu chuyện là cái tủ đồ là còn khá là nhiều những cái quần áo hôm nay. Lấy ra thử gì? Không. Anh lấy cái ba lô thử gì? Cứ ngát rồi. Mở ra mở được. Bên đây thì nó có cái tủ rồi. Không được, kéo không được. Có người đã từng cố lấy để mà đẩy vô nè. À, giờ không cái kiểu như ta kéo không được mà ta đẩy vô. Ba lô đồ còn nguyên luôn nè. Ba lô thì trong đó không biết là còn tiền hay là cái gì đó không biết. Bởi vậy em thấy không, những cái vật dụng còn y nguyên luôn mà người ta không dám lấy luôn á. Không ai dám lấy luôn. Trời đổ mồ hôi hột trơn ta. Phải không nè. Nãy giờ ném mấy cục đá em giật mình quá anh ơi. Trời đổ mồ hôi. Mồ hôi vô ra gà nè. Ổn quá anh. Đúng rồi. Những cái bức tranh ngày xưa là vẫn còn treo. Những cái bức tranh này là khá là cổ rồi. Và theo người dân chia sẻ là cái ôi ở trên đây còn một cái bàn thờ luôn. Bàn thờ nè. Có cái trang thờ luôn mọi người. Cái trang á. Mà thường thường cái trang là không nên để ngay trước cái cửa. Ừ. Đây cả nhà. Còn có trang thờ luôn nè. Đó. Không. Tại vì chưa. Không. Nó không được tốt á. Ổn rồi. Cẩn thận lên. Chỗ thờ. Trời thúi dữ vậy. Ghê vậy. Thúi kinh khủng luôn. Cái gì vậy? Trong này có người cúng luôn nè em. Cúng luôn hả? Có người cúng luôn. Đi vô anh. Ô sợ quá. Vậy thấy sợ đi á. Ừ. Sợ kinh. Thôi. Ừ. Sao thôi cái... quá. Ồ, cái máy. Còn cái máy chứ cái bình thủy nguyên luôn. Sao cái bàn thờ nó sao cái tấm hình thờ nó lại nằm xuống vậy? Cái tấm hình thờ. Cái tấm hình thờ bị nằm trong á. Cái tấm người một hình thờ của người chồng á. Của người chồng hả? Bánh cũng xé ra luôn kìa. Xé bánh ăn luôn nè. Ủa sao cái gì thúi dữ ta? Không phải là cái bánh này không phải người xé đâu. Nếu mà người xé đã ăn chưa hết. Cái bánh này giống như là người ta xé ra để người ta cúng. Chứ ta không ăn rồi xong ăn. Kiếm rồi ăn. Nó hôi kinh luôn á mọi người. Trời ơi. Còn cái máy cassette. Còn nguyên cái máy cassette. Từ cái đời nào mới có cái máy này nha. Cái hình này là của người chồng á. Anh dỡ anh lên thử anh nha. Thôi cho tụi em xin phép nha. Em thấy nó ngã em muốn dựng lên. Ôi. Ừ. Bể luôn rồi. Bể kiến rồi. Em anh dựng lên nha. Sao cái hình thờ đây mà nó lại rụng rời đây ta? Không biết nữa. Thường là thờ ở trước đây chứ. Sao lại thờ ở trong đây? Thì cái nhà này, cái phòng thờ nè. Cái chỗ này là cái nơi mà để những cái giường ngủ hay sao á. À. Dạ. Nằm dưới đây. Cái giường đây. Cái giường. Cái giường trên này rồi nè. À. Còn có cả cái bình thủy. Cái giỏ này. Cái giỏ này có gì không ta? Mà sao có con gì chết mà thúi chữ thằng người ta?
dưới đây nè. Hả? Dưới đây nè. Nhưng mà cái này mình nghĩ là có người vào đây ngang cúng cái này. Có người cúng. Ok, coi chừng này, coi chừng rắn ở đây. Không có đâu. Ôi! Gì vậy? Em. Cảm giác cái di ảnh này mà, di ảnh của người chồng của mình. Người chồng á. Đây là cái bộ giường. Bộ giường. Bộ giường tháo ra dựng lên mà để trên. Để cái giường tháo ra dựng bốn góc lên để cái hình thờ ở đây. Phải chi có không hiểu lý do tại sao lại thờ cái hình trong cái buồng nữa. Phải chi có hương ở đây mình thắp cho ảnh một miếng hương. Tiếc là mình không nghĩ là người dân chia sẻ nó lại đúng như vậy. Mình cứ nghĩ là cái câu chuyện đó đã xảy ra rất là lâu rồi. Cho nên anh em mình không có sự chuẩn bị cho nên không có đem hương vào đây thắp. Ủa con chim bay ra kìa. Cái gì vậy? Con chim ở trong này nó bay ra luôn. Con chim. Nãy giờ mình đâu thấy nó đâu. Cái gì vậy? Coi con cái xác chết chim nó mất hay là còn vậy? Có. Có đâu con chim đâu ra trời? Con xác chim con. Hả? Chim nó không biết nữa. Không biết nữa. Đâu anh thấy đâu trên đầu tủ này. Nó bay đâu trên này ra. Trên đầu tủ bay ra luôn. Cái gì? Trời ơi. Kỳ vậy ta. Hồi nãy gì vô đây là có một cái sự linh thiêng gì ở đây á. Rất là rùng rợn luôn mọi người. Mà bước vô cái căn phòng này cảm giác như em là em chỉ rượu ra gà khi bước vào đây thôi nè. Ừ. Có lẽ mình nên xin phép ảnh một chút bây giờ nè. Tại vì mình thấy ở trong cái ly hương là có nhang nè. Nhưng mà ở đây thì chắc không quá. Đó nè. Bốn anh em đều ở trong đây nha. Đứng đây hết. Bốn anh em đều trong đây nha. Đang đứng đây hết luôn mà trên nó to nó kỳ lạ nha. Ai chọi á. Nãy giờ mấy lần rồi đó. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay mấy anh em con tới đây không có ý gì mạo phạm hay quấy rầy tới các vị khúc mặt cũng như là gia chủ ở trong ngôi nhà này. Giỡn thiệt chị anh em. Giỡn thiệt chị anh em. Anh em tụi con chỉ muốn thành tâm để khám phá tâm linh và quay video chia sẻ thôi, chứ không có ý mạo phạm. Nếu như có lỡ có gì mạo phạm, mong các vị khúc mặt ở đây bỏ qua cho anh em con. Sau khi quay xong kết thúc video, anh em sẽ rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho các vị khúc mặt ở đây. Dạ, có gì mạo phạm mong các vị lượng thứ cho anh em con. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này là anh nghĩ chắc chắn là có cái gì đó đang phá anh em mình ở trong bên đây. Quăng liên tục. Sao kỳ vậy ta? Ném liên tục. Mà sao này? Lúc mình bước vào trong á, tới kia đã bị... mới bước vào bên kia đã bị quăng rồi. Xung quanh đây nếu như mà có người núp quăng thì không thể nào rồi, tại vì trong bên đây nó trống. Chỉ có cái bụi chuối nãy thôi, nhưng mà anh em mình ra bụi chuối thì không thấy ai. Anh em có công nhận không? Nó nóng mà mình tốt mà hôi hộp luôn hết trời. Ừ. Nó hồi hộp nữa nè. Anh cứ nổi da gà liên tục. Để lui về lại đây mọi người. Mình đi qua bên đây thôi. Cái căn nhà này nó nhỏ nhưng mà nó có cái gì đó nó khá là bí ẩn. Này cái gì ta? Cái gì nữa? Bên phòng trong đó là cái phòng thôi anh. Hả? Bên trong đó là tắm quá hả? Cái này chắc giống như là cái có được không? Cái phòng ngủ. Không phải. Phòng ngủ không phải phòng ngủ luôn. Ngộ quá, nhà thiết kế theo cái kiểu gì là hồi xưa á. Chén bát vẫn còn nè. Đây đây, vẫn còn đầy đủ luôn, bị xà bông cái đang cháy giặt đồ vẫn còn luôn. Không có hút chích nha. Ở đây là không có kim tiêm nha. Cái rế luôn, cái rế chén. Không có. Ở vậy mình nói hút chích là không có rồi. Không có, tuyệt đối không có. Vô đây hút chích luôn chứ cần gì. Đúng rồi, không phải núp bụi chuối. Mà nếu mà núp quăng đá đi mình thì không thể nào rồi. Đi ra ngoài coi. Đi ra ngoài đi. Ngồi đây có cái nhà vệ sinh. Khá là ghê gớm đó nha. Ở đây có cái lu nước. Nhà vệ sinh vẫn ngửi ngửi cùng. Hiện tại thì mấy anh em mình đang khám phá từ từ. Cái gì?
Đây là cái toilet mọi người. Bên kia còn căn nhà nữa hả? Đây cái toilet nhà vệ sinh. Toilet nhà vệ sinh. Hoa ok rất rất là nhiều. Con cuốn chiếu. Lại nó cắn nha. Con cuốn chiếu. Con nó cắn thì nó cắn một cái là khỏi cứu luôn nha anh. Khỏi cứu luôn á. Cẩn thận đó. Trời ơi. Anh em ơi. Quy một cái dãy rắn luôn. Đây nè, rắn lột da rất là bự luôn nè. Đâu? Đây nè, da rắn bự lắm. Trời ơi, da nhăn luôn. Rồi. Ôi ui. Con này rắn mỏng mang á. Ghê quá. Ủa sao có cái chiếu chứ cái mụn ngoài đây vậy? Em không biết nữa. Cẩn thận anh em ơi. Nhìn nè cái nha. Coi cái da rắn nè. Da rắn lột đó. Người ta làm như thế này hay là nó sập xuống đây? Em nghĩ chắc là sập á. Chắc mấy nhà sập á. Không ai làm cái gì đâu anh. Mà sao có chiếu với lại cái mùng ở đây nữa nè. Sao lại đâu đây ta? Không hiểu. Mà ghê nhất là nhìn thấy cái da rắn kìa. Con rắn này bự lắm luôn. Con rắn hơi bự, hơi dài đó. Ớn quá mọi người. Toilet hả? Toilet. Wow, toilet là vẫn là cái nơi đáng sợ nhất. Ướt lạnh quá mọi người. Theo như anh em nghĩ có nên ở đây nữa không hay là mình nên rời đây anh em? Cứ đi ra từ từ đi. Cho em thấy là không ổn rồi đó. Thấy cái da rắn là em rùng rợn rồi. Bên kia còn một cái căn nhà bỏ hoang bên kia nữa kìa. Khá là xa. Bên kia còn một căn nữa. Dạ phủ hết rồi. Ngôi nhà hồ nó bị chắc lắc. Là bỏ lâu rồi, bị lắc rồi. Chắc nữa tí nữa anh em mình sẽ vào bản khám phá thử. Ok. Còn ở đây là cái ngôi nhà này thì thôi rồi, khỏi nói rồi. Ghê quá. Ghê quá. Thật sự mà nói thì cái điều lạ nhất là nãy giờ là quăng đá nha mọi người. Ai cứ liên tục ném đá vào cái ngôi nhà hồ này chọc phá anh em mình, nhưng mà mọi người xem xung quanh đây là không có ai cả nha. Nhưng mà mình nghĩ là có người chọc phá rồi đó. Có người chọc phá anh em mình. Thì lúc mấy anh em mình bước vô cái là lần đầu tiên Kha đi khám phá một cái ngôi nhà hoang mà tâm linh ở trong Nam này á, thì em có cái cảm nghĩ như thế nào, nó có khác gì so với những ngôi nhà mà em đã từng khám phá ngoài miền ngoài không Kha? Trước giờ thì em đi khám phá tâm linh ở những cái ngôi nhà hoang ở ngoài em á, thì có khi á thì những cái góc tâm linh em cũng chứng kiến rồi, nhưng mà khi mà vừa tới miền Tây này thôi á, em đi hầu như là những cái điểm tâm linh ở đây nó đều khác hẳn so với ở ngoài em cả. Vì ở đây mỗi cái chỗ tâm linh nó đều có mọi người chứng kiến và được nghe người ta kể lại tường tận. Còn ở ngoài em khi mà cho dù người ta có thấy mình kêu người ta kể, có lẽ người ta cũng không dám kể. Vì cái góc tâm linh đó họ nghĩ như là nếu như họ kể ra cho ai nghĩ đó thì họ sẽ bị vướng vào cái mức độ tâm linh nào đó và họ sẽ phiền với họ. Nhưng mà cái chuyện đó thì mình không biết như thế nào. Ở ngoài anh muốn biết được một góc tâm linh nào đó nghe người đó chia sẻ thì rất là khó. Nhưng mà khi mà hôm nay là cái ngày thứ 5 em bước chân vào Nam để mà khám phá những cái câu chuyện tâm linh trong đây, thì cái căn nhà này em đánh giá như thế nào? Ngôi nhà này tuy là sập sệ nhưng mà khi bước vào rùng rợn nhất là thấy cái ảnh thờ. Thứ hai nữa là có một cái điểm kỳ lạ là nó làm cho em thắc mắc, đó là nãy giờ liên tục những cái tiếng ném đá. Một cái đó là một cái điều mà khiến cho em thắc mắc nãy giờ liên tục. Nếu như hút chích thì cũng không phải. Hút chích thì chắc chắn mình chỉ tìm thấy ống tim ở trong nhà. Giỡn không? Lại không phải. Xung quanh đây thì đều là đồng ruộng trống cả mọi người, chứ không có một cái chỗ nào để núp cả, chỉ có bụi chuối thôi, bụi chuối này không có ai. Anh có để ý là khi mình bước ra khỏi đây là không còn nghe tiếng chọi đá? Không, anh đi mình ra ngồi đây thì không còn có tiếng chọi đá trong nhà nữa. Wow. Bước vô cái là chọi rồi. Bước vô là nghe chọi rất là lạ luôn. Mà không hiểu sao lại có một cái xác chết con chim ở trong đó nữa. Nếu mà con chim nó chết thì nó nằm ở ngoài nó chết, chứ mắc gì nó phải chui vô trong đó. Đúng nó rồi. Chết. Đúng rồi. Nó lại nằm trong cái tủ. Và cái câu chuyện mà sẽ có một số khán giả sẽ nói là chắc là con chim nó bị thương nên nó bay vô đó, thì câu chuyện nó chắc chắn là sẽ không có. Tại vì nếu con chim bị thương thì nó sẽ không bao giờ nó chui vô những cái căn nhà mà sụp sệ như vậy và nó chui vô cái tủ như vậy. Và đặc biệt là cái tủ đồ còn mấy cái ba lô nhưng mà không ai dám mở ra để lấy. Chính xác. Cái đó một cái điều cũng khá là lạ. Và có lẽ như những cái tiếng hét mà người dân đi ngang đây, cũng như là những cái người dân mà người ta đi hái lá thốt nốt, cây thốt nốt, hái trái, hái nước, mà người ta nghe những cái tiếng hét, những tiếng rú rí ở trong cái căn nhà này có thể là có sự thật. Có thật.
Tại vì khi hai anh em mấy anh em mình trải nghiệm vào đây á, thì lại nghe những cái tiếng khá là kỳ, đặc biệt là tiếng chọi đá. Ý là ban ngày ban tối nha mọi người. Buổi tối thì em đi đây em Kha. Đây là giữa trưa nắng anh. Buổi tối em đi không? Cái này nếu mà có một động lực nào đó tác động mạnh thì em sẽ đi, nhưng còn bình thường thì em dám. Đi rồi mở cái ba lô ra coi ra. Thôi, bây giờ có nghĩ anh không là dám. Là có vàng không nói sao? Mà nếu mà bây giờ nếu có vàng anh cũng không dám lấy. Buổi tối mà vô mà quay nhìn vô cái hình thời anh ớn thiệt luôn. Ớn lắm anh. Chỉ cần chiều sẫm thôi là thấy là vào đó tới công chuyện. Mình là nổi da gà luôn rồi đó. Bây giờ anh này vẫn đang tưởng anh Tuấn nãy giờ nổi nãy giờ luôn mà. Ghê thiệt. Không hết luôn. Thôi, mấy anh em mình ra đi. Nhưng thôi, mấy anh em mình rút. Có cái điều kỳ lạ là khi cái xác con chim chết trong cái tủ. Đúng rồi. Nhưng mà lúc anh em mình di chuyển ra thì lại có một con chim ở trong bay góc tủ bay ra. Cái đó là điều lạ nữa. Đó nó phải là cái điều lạ nữa đó. Anh đang nhìn mình anh em mình làm gì cơ? Không biết nữa. Thì cái câu chuyện về cái ngôi nhà này cũng khá là ly kỳ và khá là rùng rợn. Ban ngày ban mặt anh em của Kha cũng bị chứng kiến một vài cảnh tượng và nó khá là bí ẩn, chưa thể giải mã được. Có lẽ anh em Kha nên rời khỏi đây. Nếu như trời tối mà có trở lại đây thì cũng là một sự can đảm rất là bất thường đối với con người của chúng ta. Nếu có một cái động lực nào đó, mọi người ủng hộ Kha, để lại cho Kha một cái like và một cái đăng ký. Kha có động lực thì Kha sẽ trở đây một lần nữa vào ban đêm để khám phá cho mọi người xem nha. Nếu có một cái cơ hội đó, anh Duy có dám trở lại đây vào ban đêm không? Nếu mà có cơ hội, nếu mà em dám đi thì anh sẽ đi chung em. Ok, lúc đó anh em mình sẽ tới vào ban đêm. Thì bây nếu giờ... mà có đi mình sẽ chắc mình phải mua thêm nhang bánh đi. Cúng cho người ta. Đúng rồi. Ok. Bây giờ anh em Kha xin dừng tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở một cái video theo. Qua ngày mới, chúc mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Xin phép. Chào, bye bye.